Vâng, trận thi đấu thứ hai. Vâng, bài cực trống như này nên ăn hiêu voi trước. Chưa nhìn thấy cây gỗ nào luôn. Vâng, đã thấy hai cây gỗ ở quá bóng nhà rồi. Bây giờ là phải đá hiêu về và cố gắng đóng ghét đầu. Màn hình máy ở game thủ nâu 1. Tỷ số là 1-0 cho Scarlet. Đây rồi, có cánh rừng. Còn đây là màn hình máy của chim sẻ. Cũng lại hiêu và đóng S để ăn. Không, xin lỗi các bạn, đây là màn hình Mino 1. Đây mới là chim sẻ. Chim sẻ đóng G rồi, anh đóng phịch cái G khi mà có hai cái gỗ 75 sát với nhà chính nhà mình. Vâng, trận trước thì hai anh chơi quả song cung. Bị song chém chết luôn. Trong đó Thái Bình và Hà Nội đang hòa nhau với tỷ số 1 đều. Hà Nội là người dẫn trước, Thái Bình là người gỡ. Và nhiều khả năng trận này sẽ là 2-1 dành cho team Hà Nội của Hoàng Mai Nhi và Văn Lớp. Khi mà thấy trận thì đang có vẻ như là xuôi chèo mắt mái cho Hoàng Mai Nhi và Văn Lớp nhiều hơn. Vâng, trong cái đó thì quay trở lại màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng và game thủ No 1. Lại có thêm một bãi quả phụ, nhưng đồ lùa về dường như là còn bận cái gì hai bãi quả phụ á. Ép kiểu 3G cũng được. Vẫn quen dùng wifi rồi, bây giờ ép 3G vậy. Ép 3G vẫn được mà, nhưng mà phải đánh nhiều dân. 25 cộng 1. Vâng, bài 3G chắc phải 25 cộng 1, không biết 24 cộng 1 có ép được không? Tôi chưa thử bao giờ. Như vậy là không muốn đóng S ở cánh rừng. Gì này? Không phải ông muốn lùi hiêu về nhà chính nhà mình rồi ạ. Đúng là muốn lùa một con hiêu về. Tương đối màu mè. Vâng, 24. Như vậy là đủ. Tôi đã nhìn thấy là đủ. Nếu đánh cái bài 24 cộng 1 là đủ. Nhưng chim sẻ chọn đủ 25 dân. Thậm chí là nếu mà ép tốt tí nữa thì 23 cộng 1 vẫn đủ. Đúng là bài 3 quả là bài không những khỏe mà vẫn có thể ép sớm. Vấn đề là bây giờ mới là chiếc bé thứ hai thôi. Phải lên đời 3 xong thì sẻ sẽ làm chiếc bé thứ 3. Đây là màn hình máy của game thủ No 1, như vậy là 23 phu. Vâng, ở Việt Nam thì vẫn chưa nhìn thấy các ông phải tập luyện mà đánh hỗn mã bao giờ cả. Trong cái map này không biết là Trung Quốc sang có đánh hỗn mã không. Nghe một người đánh một người đánh chém và một người đánh hỗn mã. Sẻ đang tương đối gấu và hai game thủ bên Scarlet không lên đời. Cũng không hẳn là không lên đời, mà có lẽ là một bài lên đời muộn hơn so với các game thủ bên phía. Vâng, như vậy bên kia là một người 25 dân, một người 26 dân. Nhưng mà hình như là ép lỗi một chút xíu, vì vậy mà lên đời còn chậm hơn cả sẻ. Sẻ đang bo nhà bằng ruộng hướng mặt từ nô 1 sang. Trong khi đó thì đây là màn hình máy nô 1, quá gần nhà nô 1 luôn, cái bãi quả này. Trời ơi,
Sao nó gần nhà No1 đến mức độ như vậy? Bò bãi vàng đi No1. Bò bãi vàng ấy. Lên 3 xong 1L. Chốt E 2 ruộng luôn không? Rồi thế là chắc cú. Như vậy là T của BB công luôn. Một tên phối hợp đúng phong cách của Scarlet ngày xưa đánh team 4-4, chứ không phải đánh kiểu 2-2 kiểu này. Và T công vàng luôn. Nhưng may mắn thì No1 đã có con lạc đà và chỉ chết cùng lắm là 1 dân thôi. Hy vọng là 1 thôi. Rồi 1 dân. Một P để có thể thủ. Rồi tạm thời ổn. Còn bên này là màn hình máy của chim sẻ đi nắng. Chim sẻ cũng đẩy giò chéo sang phía nhà he. Chứ các bạn là đẩy tê chéo sang phía nhà he. Mọi thứ là ổn dành cho chim sẻ. Khi thời điểm đầu anh không bị công, Bi cũng vậy. Như vậy đây sẽ là cuộc đối đầu của BB chim sẻ khi hai người cùng đánh cùng giờ. Và cuộc đối đầu của No1 và He khi hai người cùng đánh chém. Cũng đẩy chéo từ nhà He luôn. Khi mà mặt từ nhà Bi sang nhà Sẻ thì đã kín mít rồi. Sẻ ơi, bo từ sát mép đi. Sát mép bản đồ từ nhà He sang nhà No1 đấy. Đấy. Sẻ bắn đi Sẻ. Vâng, như vậy là tôi cùng đầu xem ai là người hiệu quả hơn. Sẻ đang đi sang nhà He và Bi thì đang đi sang nhà của game thủ No1. He đang có những pha vẩy tốt để có thể bắt tôi cùng đầu này của game thủ chim sẻ đi nắng. Điều quan trọng của Sẻ là bây giờ phải đẩy được He một ít lực, sau đó nó phải thủ được cho cả No1 khi mà cung R của BB đã lao tới rồi. Sẻ tăng liềm lúc 2A khi mà anh đã kích chặt cú 2. Không biết là kích chuẩn hay còn kích được hay là chưa. Bây giờ là lúc cần phải phối hợp của hai game thủ chim sẻ và No1 cũng như là BB và E. Bây giờ BB đang đứng ở A. Một pha đứng bắn E của game thủ chim sẻ. Xin các bạn là bắn E của BB vào nhà của chim sẻ. Sẻ đang vòng để có thể bắt quân. Phá chiếc BG. No1 cẩn thận tại nhà mình. BB đang có tham lai rất to. Có lẽ bây giờ thì BB cũng đã có chặt cỗ 2 và đã bắt đầu tăng A rồi. Đây là pha điều R của chim sẻ và BB. Thế đứng thì BB, cả chim sẻ và BB đều đã có những cái thế dàn quân tương đối đẹp. Đều là hình cánh, vâng đều là hình cánh cung cả. Sẻ đang tăng thêm ruộng vì anh đã tăng tới chiếc nhà bè thứ 6 rồi. Trong khi đó No1 thì đang có lẽ là yếu hơn so với He chăng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là một tấn công lên của game thủ No1. No1 và He và lượng lạc đà là đông ngang phèo nhau. Bây giờ thì No1 phải có thêm cả những con phù lên để phù lại được những con lạc đà của game thủ He. Trong khi đó đây là chim sẻ nắng. Chim sẻ đang bị BB đẩy lùi. Liệu chim sẻ có đứng để bắt được tấn quân này không? Thank you.
cần phải có lợi thế trong tuần này khi đối đầu với BB để cân bằng cái lợi thế mà Lô 1 đã mất trước Hè. Bây giờ vấn đề của chim sẻ là nếu bị Hè đục sang từ hướng nhà Lô 1 thì sẽ là một vấn đề khó. Bi với sẻ chỉ to ngang nhau thôi, nhưng He thì to hơn Lô 1 nhiều. He đang có khoảng tham 2x. Đang có khoảng tham 2x là He tầm 25 đến 27. Bây giờ thì bên kia có quyền để ngồi gãi khi mà Lô 1 đang yếu hơn hẳn. Chiếc nhà BA thứ 7 dành cho game thủ chim sẻ. Nếu bây giờ chim sẻ đẩy He thì BB sẽ ốp chim sẻ. Mà nếu không đẩy thì một người phát triển so với hai người phát triển, nó là rất khác nhau. Bây giờ thì BB đang lao vào, nhưng sẻ đã kéo quân về để mà thủ. Trong tờ này liệu BB có mang thêm quân lên hay là không, và liệu có sự có mặt của He không. Như vậy là BB mang thêm quân lên, còn chưa sự xuất hiện của He, chưa được nhấp nháy ở trong nhà. Ở trong nhà. Và dường như BB đang có một turn là sẽ có vàng để lên đầu máu khi mà He là người bơm vàng. He đang chỉ ôm bom game thủ No 1 thôi. Khó rồi. 2-0 dành cho Scarlet trong cuộc đối đầu này.